thì tóc thì dài, râu thì cũng không cạo, rồi quần áo thì rất là rộng thùng thình, mà em nhìn em cứ tưởng là anh giao cơ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Anh có phải là người Việt Nam không? Không ạ. Anh là người gì? Người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc à? Dạ. Cái tiếng Hàn Quốc thì sao ta? 안녕하세요. 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 Anh biết tiếng Việt nhiều không? Có nhiều tiếng Việt mà em nói thì người Việt Nam không nghe được. Có nghe rõ không ạ? Nghe rõ mà. Cảm ơn. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ. Xin chào, em tên là Lee Minh, năm nay 33 tuổi. Công việc của em là kinh doanh. Lee Minh là qua Việt Nam sinh sống lâu chưa? Sống ở Việt Nam khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dạ. 3 năm mà giỏi tiếng Việt vậy hả? Dạ, bởi vì hôm trước học tiếng Việt ở Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên? Dạ, 1 năm. 1 năm học tiếng Việt ở Thái Nguyên. Dạ. Tại sao lại tên là Lee Minh? Bởi vì một bạn gái đặt tên cho em. Là bạn gái? Bạn gái ở trường đại học Thái Nguyên anh. À. Bạn gái trước hả? Dạ, bạn gái trước là chứ không phải em. Dạ. Không phải ở đây nói bạn gái là chỉ có bạn thân nhau thôi. À, bạn thân nhau. Không phải là người yêu cũ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, hả? Không phải là người yêu cũ. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Rồi, tới em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Và quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Hồ Thanh Thảo. Năm nay em 27 tuổi và em là thông dịch viên tiếng Hàn. Để mình đoán nghe. Dạ. Chắc có lẽ là cô là trợ lý và đồng thời là thông dịch viên riêng cho Lý Minh, cho nên là có một thời gian là làm việc với nhau, cho nên thế là dần thân mật với nhau, dần dần cua nhau và quen nhau và yêu nhau và cưới nhau, đúng không? Dạ không phải ạ. Rồi. Mỗi lần mà đắp chật cái gì đó, nó thích gì đâu. Dạ em là du học sinh, em đi du học ở Hàn Quốc và em với anh là học cùng trường với nhau. Dạ, là sau khi anh đi trao đổi ở trường đại học Thái Nguyên ở Việt Nam về thì có quen với một chị người Việt Nam, và tình cờ một ngày em đến phòng chị đó chơi thì là gặp anh, cho nên là quen. Lúc mà Minh gặp vợ của Minh bây giờ á, dạ, Minh có thấy thích liền không? Có, lần đầu tiên gặp Thảo thật là hơi mập, hơi mập mà dễ thương, mặt phúc hậu. À, cái mặt phúc hậu và hay cười, em thích. Còn em sao? Anh lúc đó thì tóc thì dài, râu thì cũng không cạo, rồi quần áo thì rất là rộng thùng thình, mà nói chung là nó không có được đẹp. Em nhìn em cứ tưởng là anh giao cơm. Em hỏi chị mới gọi cơm anh này đến giao cơm hả? Chị cười, chị nói là không, mà anh bạn chị vừa đến chơi. Dạ. Mà lúc đó là Thảo đã có người yêu chưa? Dạ có ạ. Lúc đó thì em cũng có người yêu ở Việt Nam rồi. Nên là em cũng không có để ý ảnh nữa. Thì ảnh cũng nhắn tin, cũng theo đuổi, rồi cũng hẹn gặp ăn cơm này kia, nhưng mà em đều từ chối. Mình có biết là Thảo lúc đó là có người yêu không? Không biết à. Em hỏi bạn của Thảo mà bạn nói là không có bạn trai. Em theo. Thế là em nhắn tin. Là bạn của em nói là em không có bạn trai. Dạ chắc là các bạn nói bạn không biết à. Dạ. Vì em không có nói. Dạ. Em theo đuổi Thảo. Dạ. Và cái cách mà em tán tỉnh cô này như thế nào? Thảo không để ý em. À không để ý. Nên em theo 2 năm. 2 năm rồi mới quen đúng không? Mới để ý. Hôm sinh nhật của Thảo, em quà tặng cho một cái xà bông. Xà bông? Dạ. Hoa hồng làm từ xà bông á. Dạ. Thảo thích không? Dạ, nhận được quà thì em thích, cảm động mà. Em thấy trong thời gian qua mình cũng hơi tàn nhẫn tí xíu. Có lần anh đến nhà em, anh gõ cửa, anh nói phải cho anh vào chơi tí xíu thôi, anh về liền. Mà em không mở cửa, em nói anh đi về đi, em không mở cửa đâu. Thế xong rồi anh đứng khoảng 15 phút, anh gõ lại cửa lại lần nữa. Em ơi, cho anh vào gặp em thôi, anh đi về liền. Anh không có làm gì em đâu. Thế xong rồi em cũng không mở cửa, thôi mà anh đứng khoảng nửa tiếng thì anh đi về. Thế sau khi anh về rồi mình cũng thấy tội, ngại, cái em mới nhắn tin, em nói em xin lỗi nhưng mà em đang mệt lắm, em không có mở cửa, nên anh đi về cẩn thận nha. Anh đi về, thì từ đó em cũng thấy áy náy rồi. Dạ. Sau này anh có nhắn tin thì gọi mời đi ăn cơm, gặp gỡ thì em cũng có gặp. Dạ. Đến bao lâu thì hai người mới chính thức yêu nhau? Một năm sau. Thường thì người Hàn Quốc người ta rất lãng mạn. Dạ.
Vậy thì ảnh có lãng mạn không? Dạ có ạ. Hôm tỏ tình thì là ảnh vào phòng của em, ảnh kiếm cớ cho em đi ra ngoài, xong rồi ảnh cắm đèn cày hình trái tim, xong rồi chuẩn bị hoa rồi quà rồi đứng sẵn ở trong phòng. Xong rồi gọi em về. Thì em về em bước vào thì thấy rất là cảm động vậy. Và... hình trái tim đó là lãng mạn ạ. Lê Biên nói gì? Yêu em. Yêu em. Anh yêu em. À. Có quỳ xuống. Cầm hoa quỳ xuống. Cầm hoa. Dạ. Oh, dễ thương quá. Bây giờ thử Lê Minh diễn tả lại cái hành động mà tỏ tình với Thảo cho Thuận xem đâu, cho mọi người xem đâu. Cho mình xem hả? Hả? Ở đây hả? Đó, hả? Một cái hoa. Anh ơi. Nó có hôn không? Không có hôn hả? À. Có hôn không? Có hôn không? Không đó, không hôn được ạ. Tại vì đang đến cái lúc cao trào thì có một cái bạn đi ngang, bạn gõ phòng trọ. Bạn thấy trong phòng em có lửa, bạn tưởng cháy nhà, bạn gõ phòng. Thảo ơi, có sao không Thảo? Cháy nhà. Vậy à? Dạ, bị mất cái giai đoạn cao trào luôn. Ờ, vậy đó. Tức cho ba mình. Tức. Tức cái cô gõ cửa đúng không? Đúng rồi. Rồi, tụi em yêu nhau bao lâu? Khoảng 2 năm. Là yêu khoảng 2 năm mà cưới hả? Quen nhau thì là anh tốt nghiệp trước, anh về Việt Nam làm việc trước. Còn em thì vẫn còn ở Hàn Quốc đi học. Thì anh về Việt Nam, anh nói là thôi em ở đây có một mình, em về sống chung với ba mẹ anh luôn đi. Ừ. Thế là em đi về nhà anh em ở luôn. Ồ vậy đó hả? Dạ, chưa cưới gì hết, em đi về nhà anh em ở luôn. Dạ. Chà, chắc ba mẹ chồng cưng dữ lắm hả? Tại vì nhà không có con gái nữa, ba mẹ cũng rất là thương. Mẹ chăm em như chăm con gái vậy ạ. Nên là mẹ nói ở nhà mới có thêm một công chúa rồi, nên là công chúa cứ nghỉ đi. Rồi Minh ơi, thế Minh ở Việt Nam á, Minh có hay đến thăm mẹ của Thảo không? Có, 2 tuần một lần. Rồi mẹ của Thảo có thương Minh giống như là mẹ của Minh thương Thảo không? Tốt hơn. Tốt hơn nữa. Tốt hơn luôn. Bởi vì mẹ em là, nếu mà em đôi buồn, mẹ ơi tôi buồn thì mua đi. À, mẹ Thảo thì nấu cơm. À, mẹ con nói bụng là mẹ Thảo nấu cơm cho em. Tụi em yêu nhau 2 năm là lấy nhau. Dạ đúng, đúng chưa? Bây giờ cái thời gian về ở với nhau 2 năm nay, dạ, có những cái tính xấu gì lòi ra không? Anh thì rất là mê chơi game mà. Trước khi mở chung với nhau thì ảnh chơi game thì em không có biết. Xong rồi khi mà cưới về thì ảnh ngày nào nghỉ làm ở nhà là ảnh chơi game. Đóng cửa phòng lại chơi từ sáng đến chiều luôn, khỏi ăn cơm luôn. À. Không phải cả ngày. À, không phải. Chối. Chối. Dạ. Rồi có cãi nhau không? Hay cãi nhau về cái vấn đề đó hả? À? Nhưng mà cãi nhau thì cãi như nào? Cãi bằng tiếng Hàn hay bằng tiếng Việt? Cãi nhau thì cãi bằng tiếng Hàn. Tại vì anh nói tiếng Việt cũng hơi chậm chậm. Em thì là em tính em rất là nóng. Hô là em phải nói cho hết cái ý trong lòng của em, nên là em phải sổ bằng tiếng Hàn. Vậy mỗi lần cãi nhau, ai là người chiến thắng? Em. Bởi vì em nói là con gái chơi Facebook, chơi YouTube, Zalo cả ngày, con trai chơi game giống nhau. Là như vậy là coi như anh chiến thắng đó. Và không phải cả ngày chơi game, chút xíu thôi. Sau đó thời gian sau mà cứ xem thì chơi game. Như vậy thôi. Vậy anh nói là anh chơi tí xíu anh nghỉ, chơi tí xíu anh nghỉ, chứ không phải là chơi từ sáng đến chiều. Mà cứ mỗi lần em nhìn là cứ nói anh chơi game từ sáng đến chiều. Rồi mỗi lần cãi nhau như vậy thì có giận nhau không? Dạ có ạ. Nhưng mà tụi em giận nhau thì là không ai nói với ai hết. Xong rồi em hết giận thì các em lại em làm hề chứ. Dạ. Em sống với người chồng người Hàn Quốc vậy thì em có thấy cái tính cách giống như là thanh niên Việt Nam không? Cũng giống à. Nói chung cũng không phải là người nóng tính, anh rất là nguội. Mỗi lần cãi thì em tự lên xong rồi em tự xuống. Dạ, anh cứ im vậy đó. Xong rồi em nói đã rồi anh nói. Dạ. Ôi nhưng mà là công việc của Lý Minh á là có nhiều không? Dạ, anh đi làm thì làm từ sáng đến chiều. Bây giờ cái ngày thứ bảy chủ nhật là cái ngày nghỉ. Tại sao không tranh thủ chơi với vợ mà lại chơi game? Em muốn chơi với vợ mà khi muốn chơi thì Thảo chơi Facebook. Cho nên giận đúng không? Buồn. Đó, em chơi game thì nói. Nói em. Nói em. Lá. Lá. Mà khi em muốn chơi thì chơi Facebook. Nhưng mà Minh,
Dạ. Nếu mà game với vợ thì Minh thích cái gì hơn? Vợ. Hỏi đơn giản vậy đó. Ừ. Rồi mỗi khi mà vợ chơi Facebook hoài đó, dạ, Minh có giận không? Không. Không giận luôn. Em muốn thảo muốn thư giãn. Thư giãn. Ồ. Dạ. Vậy thì vợ của Minh có cái gì mà Minh không thích không? Có. Nhiều không? Chỉ có một cái thôi à. Cái gì? Một cái thôi hả? Dạ. Thỉnh thoảng em nấu cơm cho bỏ. Khi nấu cơm xong, nói ăn cơm thì đi tắm. Em phải đổi và tối cùng mà phải đổi. Phải đợi. Tại vì tắm lâu lắm hả? Tắm khoảng 30 phút. Đó, rồi lúc đó em giận. Dạ, đúng rồi. Em giận rồi em làm gì? Em chỉ cô ngồi thôi. Em ngồi mặt em buồn. Dạ. Em ra em hỏi thì anh đợi lâu rồi thôi, anh ăn cơm trước đi. Anh nói là sợ em tí nữa em ăn cơm mình buồn, anh ngồi anh đợi. Trời ơi, tình cảm không? Dạ. Tình cảm chưa? Rồi, nghiệp. Dạ. Rồi còn cái gì mà Minh không thích Thảo làm không? Thỉnh thoảng em nghĩ là cố tình la mắng cho em. Cố tình la mắng hả? Cố tình la mắng cho em. Nhưng mà cố tình với người khác. Dạ, sao? Hiểu chưa? Là không có nhẹ nhàng với Minh. Dạ. Đó. Với người khác thì rất là nhẹ nhàng. Đó. Đúng rồi. Với ảnh thì thấy chưa? Đó, người ta buồn đó. Minh muốn Thảo thay đổi cái gì? Nói nhẹ nhàng. Nói nhẹ nhàng. Ừ. Rồi gì nữa? Có thôi rằng để chơi game. Cho anh thời gian đi cho game. Cho Minh thời gian để chơi game hả? Không la mắng nữa. Không la mắng. Là em muốn kể là khi mà tổ chức đám cưới ở Hàn Quốc à, theo cái kế hoạch là ông xã sẽ hát tặng cho vợ một bài sau khi mà làm lễ, nhưng mà do cái kỹ thuật bị trục trặc ở nhà cưới nên cuối cùng không có hát được. Là em muốn nhân cái chương trình này ông xã phải hát tặng em lại cái bài đó. Wow. Hay quá. Ok, được không nào? Cho một chào tay thật to. Trong chương trình thì là thường là phần cuối chương trình sẽ là mong muốn thay đổi riêng cái số này, cái số này. Đặc biệt không có mong muốn thay đổi mà mong muốn thể hiện là mong muốn trả nợ. Được không Minh? Được không? À, được. Rồi. Hay quá. Cái gì hát đi. Okay. Đã 주고 싶어 널 위해서라면 오직 나만이 네 가슴에 숨 쉴 수 있게 모두 다 갖고 싶어 또 다른 나처럼 아주 작은 슬픔까지도 느낄 수 있게 널 닮아가는 나의 모습은 언제나 날 향기롭게 해 내게 눈물 나게 아름다운 너 하나만으로 너무 감사해 난 행복해 널 나에게 준 이 세상 끝까지 너를 사랑해 영원히 변하지 않은 지금